Handsbook. Xin chào các bạn. Hiện nay ngành nghề môi giới bất động sản có lẽ không còn xa lạ đối với chúng ta. Nó đang là một trong những nghề hot nhất hiện nay, được nhiều người đam mê và theo đuổi. Nhưng con đường này không hề trải hoa hồng như bạn nghĩ. Vì thế hôm nay Handsbook chia sẻ kiến thức về nghề môi giới bất động sản. Hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé. Môi giới bất động sản là gì? Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán như chuyển nhượng, cho thuê hay mua các sản phẩm bất động sản. Nói cách khác, các nhân viên môi giới chính là cầu nối giữa khách hàng với các chủ đầu tư, những người có nhu cầu về bất động sản. Đóng vai trò quan trọng trong mỗi giao dịch cũng như việc thúc đẩy doanh số cho các công ty bất động sản, một người môi giới cần giải quyết tốt những công việc như tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục, giấy tờ ký kết hợp đồng mua bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ nhằm tạo một nhóm khách hàng thân thiết, giúp ban giám đốc thực thi các chiến lược phát triển kinh doanh đề ra. Có thể bạn chưa biết bước chân vào nghề môi giới bất động sản, tuy có hoa hồng hấp dẫn, nhưng khó khăn cũng muôn vàn. Do đó, nhà môi giới nên trang bị cho mình một hành trang kiến thức toàn diện trước khi dấn thân vào nghề. 1. Kỹ năng phân tích sản phẩm bất động sản. Nhu cầu sở hữu bất động sản hiện nay cực kỳ đa dạng, trong khi đó, mỗi sản phẩm đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Vì vậy, người môi giới bất động sản giỏi phải phân tích được sản phẩm của mình đáp ứng tốt nhất cho những tệp khách hàng nào. Đây là kỹ năng căn bản và tiên quyết của quy trình bán, bước đệm tạo nên chiến lược kinh doanh hiệu quả. 2. Kỹ năng telesale. Trong thời buổi công nghệ lên ngôi, cách thuận tiện nhất để tiếp cận và thuyết phục khách hàng là qua điện thoại. Tuy nhiên, đây cũng là bước mà nhiều nhân viên môi giới thường xuyên thất bại, bởi không phải người mua nào cũng sẵn sàng bỏ thời gian để nghe tư vấn. Để gia tăng tỷ lệ thành công, bạn cần chuẩn bị kỹ năng giới thiệu, cách thuyết phục cần được đầu tư cẩn thận và tỉ mỉ. 3. Kỹ năng chăm sóc khách hàng. Khi khách hàng xuống cọc chưa đồng nghĩa với việc kết thúc bán hàng. Ở giai đoạn này, để duy trì sự an tâm và hài lòng của người mua, nhà môi giới bất động sản cần tiếp tục chăm sóc, quan tâm đến yêu cầu của họ một cách kịp thời để nhanh chóng hoàn tất công đoạn mua bán. 4. Kỹ năng quản trị tệp khách hàng. Nhiều năm sau khi vào nghề, tài sản lớn nhất của những người môi giới bất động sản là tệp khách hàng đã từng giao dịch và hài lòng với giao dịch đó, vì họ có thể trở thành khách hàng trong những lần mua bán tiếp theo, hay thậm chí là giới thiệu thêm những khách hàng tiềm năng mới. Vì vậy, để khai thác tốt những cơ hội này, quản trị tệp khách hàng là kỹ năng môi giới bất động sản mà bất kỳ ai trong nghề cũng đều phải thuần thục. 5. Điều gì làm nên thành công của nhà môi giới bất động sản? Chỉ học kỹ năng là chưa đủ. Để thành công, một người môi giới phải trang bị đầy đủ những kiến thức cũng như đức tính, tố chất của một chuyên gia môi giới như tính kiên trì. Một ngày đi làm với 100 cuộc điện thoại chào hàng, trong đó có đến 98 cuộc bị từ chối, thậm chí trong 3 tháng liên tục không có một giao dịch nào được thực hiện. Đây là viễn cảnh mà bất kỳ nhân viên môi giới bất động sản nào cũng phải trải qua, là tác nhân nhen nhóm của sự nản lòng và mất tự tin. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, bỏ nghề, những người môi giới thành công sẽ chấp nhận khó khăn và thử thách, dũng cảm đối diện để tìm ra những bước đi sai trong cách làm của mình, từ đó đưa ra cách thức khắc phục hoặc cải thiện điểm yếu của mình. Bên cạnh đó, một trong những bí quyết để trở thành người môi giới bất động sản thành công là phải biết tận dụng điểm mạnh trong tính cách của mình để tạo thiện cảm với khách hàng. Mỗi người, dù hướng nội hay hướng ngoại, đều có những đặc điểm tính cách riêng biệt, có thể trở thành ưu thế để sale thành công. Học thêm kỹ năng giao tiếp hay kỹ năng sống cũng là quyết định đầu tư sáng suốt, giúp người làm môi giới tạo được ấn tượng tốt nhất trong mắt khách hàng. Ngoài ra, chúng ta nên bồi dưỡng kiến thức về pháp luật như kiến thức về luật nhà ở, luật dân sự, luật đầu tư và các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Vì yếu tố pháp lý ở nước ta thường được điều chỉnh và thay đổi, đây cũng là nhân tố khiến nhiều nhân viên môi giới không chuyên khó có thể cạnh tranh với các công ty chuyên nghiệp có quy trình làm việc rõ ràng. Nâng cao khả năng ngoại ngữ. Những người làm ngành này cần có vốn tiếng Anh chuyên ngành bất động sản để có thể trình bày, đàm phán và thuyết phục được khách nước ngoài. Do đó, việc học ngoại ngữ là yếu tố cần thiết đối với mỗi nhà môi giới bất động sản thời 4.0 hiện nay. Một điều rất quan trọng tiếp theo mà chúng ta nên biết là, trong lĩnh vực kinh doanh nói chung hay bất động sản nói riêng, uy tín và niềm tin của khách hàng là cách duy nhất để phát triển và giữ vững vị thế của bạn. Thương hiệu cá nhân của mỗi người môi giới có thể nằm ở việc xây dựng kết nối với khách hàng, trách nhiệm làm việc và thái độ phục vụ, sự nhiệt tình, được bồi đắp và hình thành sau một thời gian hành nghề.
Đa số mọi người đều cho rằng môi giới bất động sản không cần học nhiều, bởi trên thực tế, nhiều người không cần chứng chỉ ngành nghề mà vẫn thực hiện được công việc này. Tuy nhiên, đa số các chuyên viên môi giới thành công đều đã cố gắng hoàn thành tốt các kỹ năng chuyên ngành và không ngừng học tập, trau dồi để phát triển bản thân. Chính vì vậy, có thể kết luận, trên con đường trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp, không thể vắng bóng sự học hỏi, tu dưỡng và cập nhật kiến thức thường xuyên. Qua video hôm nay Thanh Book chia sẻ, các bạn thấy thế nào? Nếu thấy hay và ý nghĩa, thì ngại gì cho chúng tôi một like và đăng ký kênh YouTube theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Thanh Book có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanh Book, sách và phát triển bản thân.